Xin chào tất cả các bạn. Kể từ sự ra đời của World Wide Web vào những năm 90 của thế kỷ trước, thế giới đã chứng kiến cái sự phát triển nhanh chóng một cách đáng sợ của dữ liệu cá nhân trực tuyến. Đến mức mà theo một số thống kê, khoảng 90% dữ liệu cá nhân trực tuyến toàn cầu đang được tồn tại đã được tạo ra chỉ trong vòng vài năm trở lại đây. Ngày nay, mỗi người trong số chúng ta đang tạo ra khoảng 150GB dữ liệu mỗi ngày thông qua việc tương tác với những cái ứng dụng trực tuyến này, từ những cái trang mạng xã hội như là Facebook, Instagram, Twitter, đến những cái sàn thương mại điện tử cũng như là những cái ứng dụng làm việc, vân vân. Rõ ràng có thể thấy là cái cuộc cách mạng này đã mang đến cho người dùng những cái ứng dụng cũng như là những cái trải nghiệm tiện lợi phục vụ cho chúng ta những cái nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng cái câu chuyện về cái việc gọi là bảo mật dữ liệu cá nhân cũng như là khai thác trái phép dữ liệu người dùng nhằm trục lợi của những cái công ty, những cái tập đoàn lớn trên thế giới luôn là một cái vấn đề nhức nhối hiện nay. Và Curve là một dự án đang dẫn đầu trong lĩnh vực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng thông qua cái việc là xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho các dự án trong lĩnh vực AI và gaming. Vậy thì dự án này có gì tiềm năng? Cũng như là những cái sự kiện đặc biệt sắp tới của Curve có gì thú vị? Hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coi68 TV. Đầu tiên thì Curve là một dự án cơ sở hạ tầng được tạo ra nhằm thay đổi hoàn toàn cách mà dữ liệu được chia sẻ. Qua đó thì dự án sẽ tập trung vào người dùng, đảm bảo quyền riêng tư, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của người dùng đối với chính cái dữ liệu cá nhân của họ, đồng thời mang lại cho họ cái giá trị được tạo ra từ những cái dữ liệu đó. Như chúng ta đã biết, sự ra đời của công nghệ blockchain với tính phi tập trung, loại bỏ cái sự cần thiết của những cái bên trung gian thứ ba, đã tạo ra những cơ hội mới về cái khả năng bảo mật cũng như là minh bạch thông tin cho người dùng. Tuy nhiên, bởi vì là một loại công nghệ mới và vẫn còn tương đối phức tạp, vô hình chung công nghệ blockchain vẫn tạo ra những cái rào cản nhất định đối với lại người dùng trong cái những cái việc mà thao tác sử dụng cũng như là khó để tiếp cận đối với lại người dùng phổ thông mới. Với tầm nhìn và tham vọng kể trên, Curve đã xây dựng một cái hệ sinh thái bao gồm là Curve Protocol cùng với lại hai sản phẩm chủ đạo chính là Curve Play và Curve AI nhằm hiện thực hóa cái mục tiêu của mình. Các sản phẩm trong hệ sinh thái của Curve đều góp phần giúp cho người dùng có thể tự tổng hợp, kiểm soát và sở hữu thông tin cá nhân của họ và thậm chí có thể kiếm tiền một cách an toàn. Qua đó, củng cố hơn trong việc tạo ra một hệ sinh thái mở có thể trao đổi các dữ liệu một cách trực quan, đa dạng và có thể tương tác xuyên suốt. Curve Protocol là một data layer được thiết kế theo dạng modular, đóng vai trò trung gian trong việc là trao đổi dữ liệu và phân phối giá trị trong lĩnh vực gaming và AI. Nó bao gồm toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu từ đầu đến cuối, từ khâu xác thực dữ liệu này, danh tính, lưu trữ, xử lý cho đến việc xây dựng mô hình training và phân phối giá trị. Qua đó, người dùng có thể hoàn toàn có quyền sở hữu, xác thực và kiểm soát, thậm chí là kiếm tiền từ những cái dữ liệu của mình. Điều này có thể mở ra một xu hướng sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân hoàn toàn mới trong tương lai. Ngoài hai lĩnh vực chính là AI và gaming, thì Curve Protocol cũng được thiết kế linh hoạt để có thể mở rộng sang những cái ngành công nghiệp khác trong tương lai. Curve Play là một ứng dụng game di động được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, hoạt động trên nền tảng của Curve Protocol. Đây là một ứng dụng được dự án giới thiệu sẽ là nơi cho người dùng hoặc là game thủ thỏa sức khám phá và tận hưởng những tựa game đầy màu sắc và mới mẻ. Đồng thời, cung cấp những cái bộ công cụ đắc lực giúp hỗ trợ cho những cái nhà phát triển game nhằm tối ưu hóa cái dự án của mình hơn dựa trên những cái dữ liệu được cung cấp. Hiện nay, Curve Play đã có tới hơn 780 tựa game đỉnh cao và bổ ích khác nhau được xây dựng và phát triển trên cả nền tảng Web 2 và Web 3. Đồng thời thì những cái tựa game này cũng được người dùng đánh giá và phản hồi tương đối có thiện cảm bởi vì những ứng dụng này đã có mặt trên cả hai nền tảng Mobi, đó chính là App Store và CH Play. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 2,5 triệu game thủ đang đăng ký chơi game để chia sẻ dữ liệu, xây dựng profile và nhận phần thưởng. Với trung bình khoảng hơn 500.000 người dùng hoạt động hàng ngày trong quý vừa qua, Curve Play là một trong những hệ sinh thái hoạt động mạnh mẽ nhất trên những cái blockchain hàng đầu hiện nay như là Linea này, ZKSync này hoặc là Ronin. Ngoài ra, với Curve Play thì những cái sàn giao dịch hoặc là những cái đối tác quảng cáo hoặc là các thương hiệu có thể truy cập đến nhiều thông tin dữ liệu, tham gia vào hệ sinh thái và quảng bá sản phẩm của mình. Cùng với đó, đây cũng là một cái nền tảng màu mỡ giúp cung cấp những cái giải pháp cá nhân hóa nội dung một cách lành mạnh và toàn diện trên cả môi trường Web 2 và Web 3. Kara là trợ lý ảo thông minh do Curve phát triển, hoạt động trên nền tảng Telegram, mang đến cho người dùng những cái trải nghiệm hỏi đáp thông minh và chính xác hơn trong hệ sinh thái của Curve và cả trong lĩnh vực crypto. Trong một tương lai không xa, thì Kara sẽ cung cấp cho người dùng những cái dịch vụ dữ liệu, dịch vụ đề xuất và quảng cáo được cá nhân hóa và tùy chỉnh theo chính nhu cầu của người dùng.
trong quý 1 năm 2024 vừa qua, thì dự án đã triển khai protocol alpha testing, tức là dự án đã triển khai smart contract này, xây dựng identified solution prototype trên CraftID, triển khai dịch vụ Justice Execution Environment, cùng với đó là ra mắt với Craft Account Abstraction. Trong quý 2 2024 vừa qua, thì dự án đã triển khai protocol beta testing, bao gồm cái việc là thiết lập cụm Justice Execution Environment với dữ liệu giao tiếp được mã hóa. Cùng với đó là thiết lập những cái cụm Kraftlink, mở rộng những cái trường hợp sử dụng, tích hợp thêm nhiều những cái nhà cung cấp dữ liệu, phát triển những cái modular data layer. Và cuối cùng là thiết lập mạng lưới các node xác minh phi tập trung để tăng cường cái an ninh mạng. Trong quý 3 2024 sắp tới thì dự án sẽ tiếp tục triển khai protocol beta launch, bao gồm những cái hoạt động như là mở quyền truy cập vào SDK hoặc là API, hỗ trợ cái khả năng tương tác multi-chain, ra mắt những cái tính năng mới để thúc đẩy hệ sinh thái, thực hiện những cái cơ chế chống gian lận, và cuối cùng là tích hợp công nghệ Zero Knowledge Proof. Trong quý 4 2024 cuối năm thì dự án sẽ triển khai chương trình là Beyond Ecosystem Expansion, tức là dự án sẽ triển khai những cái chương trình phần thưởng ở cho những cái hoạt động hợp tác xây dựng mạng lưới. Đồng thời, dự án cũng sẽ tiếp tục xây dựng mạng lưới modular blockchain chuyên dụng cho việc hỗ trợ những cái lớp lưu trữ và thực thi. Và cuối cùng là mở rộng hệ sinh thái để hỗ trợ những phần lớn những cái blockchain gaming trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, thì dự án Craft đã huy động được 4 triệu đô với mức định giá là 40 triệu đô từ những cái quỹ đầu tư như là Parker này, YGG này, Infinity Venture Crypto, vân vân. Và đến ngày 5 tháng 12 năm 2023, thì dự án đã tiếp tục được đầu tư bởi quỹ HK Capital với số tiền chưa được tiết lộ, nhưng đã nâng mức định giá của dự án lên đến 60 triệu đô. Chưa dừng lại ở đó, mới đây vào ngày 25 tháng 4 năm 2024 vừa qua, thì Craft cũng đã huy động thành công 10 triệu đô ở vòng Series A với sự tham gia của nhiều những cái quỹ đầu tư lớn như là Tribal Capital này, Consensus này, OKS Venture, vân vân. Ok, thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu là Craft Node là gì. Thì Craft Node là những live node do cộng đồng quản lý. Chúng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của Craft Protocol. Qua đó thì sẽ giúp nâng cao cái độ tin cậy và bảo mật của mạng lưới. Hiện tại thì Craft Node được sử dụng chủ yếu trong việc là kiểm tra những cái xác nhận trong cái Trust Execution Environment trên blockchain, đảm bảo cái tính tin cậy của kết quả và duy trì tính riêng tư cho dữ liệu của người dùng. Trong tương lai thì các node này có thể được sử dụng trong cái việc là xác minh quá trình lưu trữ và truyền dữ liệu thông qua các oracle, giúp kết nối cái dữ liệu tài sản của các cá nhân trong thế giới thực đối với lại thế giới blockchain. Vậy thì lợi ích khi mà chạy node cho Craft là gì? Đầu tiên thì 25% lợi nhuận của mạng lưới Craft sẽ được chia về cho các node verifier. Cùng với đó, mô hình trả thưởng token cũng sẽ vô cùng hấp dẫn khi người dùng có thể nhận về đến 50% lượng token được thưởng trong năm đầu tiên. Ngoài ra thì người dùng còn có cơ hội được đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng dự án Craft trong quá trình quản trị, cũng như là đóng góp một phần công sức vào việc bảo đảm cái tính bảo mật cho mạng lưới. Ok, thì Craft sẽ mở bán 100.000 node verifier với mức giá khởi điểm từ 499 đô và trải dài từ tier 1 đến tier 40 theo mức giá tăng dần. Wallet sale sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2024 UTC, tức là vào lúc 5 giờ chiều ngày 3 tháng 6 năm 2024 theo giờ Việt Nam, và sẽ kéo dài trong vòng 2 ngày. Tương tự thì public sale cũng sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 6 năm 2024 theo giờ UTC, tức là vào lúc 5 giờ chiều ngày 5 tháng 6 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Và đặc biệt, nếu có whitelist thì người dùng sẽ có quyền được mua với mức giá ưu đãi từ sớm. Vậy thì làm sao để nhận được whitelist đến từ dự án Craft? Đầu tiên, đối với người dùng bình thường thì các bạn có thể đăng ký whitelist trên trang chính thức của dự án. Sau khi đã hoàn thành xong những cái bước kết nối ví này, Twitter hoặc là email, thì người dùng sẽ có thể tham gia vào quá trình raffle để có cơ hội nhận được một vé whitelist tier từ 1 đến 6 đến từ dự án Craft. Ngoài ra thì còn có thể tham gia những cái sự kiện bên lề khác của Craft Play và Soul Drop để có cơ hội nhận được whitelist từ dự án. Thứ hai, nếu bạn đang là một influencer hoặc là một community leader, có một cái cộng đồng những cái người dùng crypto hoạt động mạnh mẽ, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được whitelist sau khi đã hoàn thành cái KOL form được thiết kế đặc biệt để dành cho những cái KOL có tầm ảnh hưởng, giúp phát triển cái cộng đồng và giúp phát triển cái sự lan tỏa của mạng lưới Craft. Và cuối cùng là Core Contributor. Những người dùng đã có những cái đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng dự án Craft trong vòng 2 năm vừa qua cũng sẽ nhận được những cái suất whitelist từ tier 1 đến tier 8. Ngoài ra thì Craft còn đưa ra một cơ chế buyback
cho phép người dùng đã đăng ký mua có cơ hội được hoàn tiền lên đến 100% trước khi token chính thức của dự án được ra mắt. Đây là một động thái của Curve giúp bảo vệ cộng đồng cũng như là thúc đẩy tính phi tập trung trong quá trình là vận hành mạng lưới, và cũng là một trong số ít những cái dự án đầu tiên trong thị trường crypto tiên phong trong cái việc gọi là buy back lại nốt đến từ người dùng này. Ok, trên đây là những cái thông tin cơ bản của dự án Curve cũng như là thông tin về việc mở bán Node Verifier của dự án trong khoảng thời gian sắp tới. Rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.